Hello cả nhà nha. Sáng hôm nay thì toàn iPad anh em. Các kiểu iPad 2, 3, 4 iPad 2 thì có loại wifi với 3G. iPad 3 thì hình như mình có cái loại wifi không à. iPad 4 cũng vậy anh em. Mình giới thiệu anh em nào mà cần iPad thì alo cho mình nha. Thì giá nó tùy theo được anh em. Tùy theo được nha. Đợt này thì giá nó cũng hơi cứng, không có rẻ đâu nha. Mùa này iPad nó rất là hút hàng, nhập cũng không có hàng bán luôn anh em. Giờ được có mấy cây thôi. Đây, đầu tiên thì con iPad 2. iPad 2 bán này là Wi-Fi 32GB. iPad 2 nha anh em đây. Mình có đánh số nha anh em. Con này là số số 3. Con này số 3. Anh em mua thì cứ alo trực tiếp, nó là lấy con số 3 nha. Mình chỉ gửi cho anh em đúng máy nha. Số 3 con này thì lưng cũng có xước xước nhẹ nhẹ. Con này là kiểu như nó vệt keo này. Keo sạch thôi, nó còn dính nhẹ. 32GB iPad 2, kính thì đẹp, ngoại hình thì lưng quá trời trời. 32GB con này. Wi-Fi nha anh em, con này không có 3G nha, chỉ anh em bật Wi-Fi lên xài thôi. 32GB. Con mã số 3 này thì mình để anh em giá của nó là 1750 nha. 1750, bao ship kèm sạc. 1750. Mình có bán bao da nha. Bao da 120.000. Nếu anh em nào cần thì có alo trực tiếp để mua, mình bỏ bao da luôn. Xài ok hơn nha. Giá 1750 nha anh em, bao ship kèm sạc mấy. Anh em nào thích bao da thì thêm 120. Tiếp theo là con màu trắng đây. Con này lưng cũng còn ok. 32GB luôn. iPad 2 Wi-Fi. Con này mã số 1 nha anh em. Mã đánh lộ xộn hết. Số 1. Anh em nào cần cứ alo trực tiếp cái mã nha, để mình biết nha. Con này mã số 1, 32GB luôn, Wi-Fi. Mấy con này chụp hình này không đẹp đâu nha anh em, chỉ có chủ yếu anh em lên mạng thôi. Wi-Fi, YouTube rồi anh em xem phim. Đồng giá nha anh em, 1750, màu trắng. Mã số 1. Con này mã số 4 anh em. Mã số 4 nha. Đó, iPad 3G. Con này có 3G nha. 3G thì anh em bỏ SIM xài được. Dữ liệu di động này. Anh em bỏ SIM vô này, bật dữ liệu di động lên xài. Con này thì lưng hơi trầy trầy. Đó. Con này là mã số 4. Con này mã số 4. Lưng hơi trầy trầy này anh em. Con này có 3G nha. Kính thì đẹp. Mấy cái góc này nói chung đa số bị trầy trầy hết nha anh em. Mấy góc này nè. Có trầy trầy hết nha. Từ máy ring thì không thể tránh khỏi trầy xước. iPad con này mã số 4 có 3G. Giá 1.900.000 nha anh em. 1.900.000. Mã số 4. Bao ship kèm sạc cho anh em. Anh em mua bao da thì cộng thêm 120.000. Con này là iPad 2 3G luôn, mã số 8. Con này mã số 8 nha anh em. Con này ngoại hình đẹp keng. Con này ngoại hình đẹp. Mã số 8. Ngoại hình VIP luôn. iPad 2 có 3G. Mã số 8, giá 1980. Quá đẹp. Mã số 8 nha anh em. Giá 1980, anh em coi cứ báo mã nha cho mình nha. Để mình biết lấy cho anh em đúng mã mã mấy. iPad 2 Wi-Fi. Mã số 5. Con này mã số 5 nha. Có 3G luôn anh em. Con này iPad 2 có 3G luôn, bỏ SIM là xài thôi. Máy cũng đẹp keng luôn. Máy cũng đẹp luôn. Và giá con này thì 1980 luôn, đồng giá với con nãy. 1980 nha anh em. Anh em alo thích con nào cứ alo đúng mã cho mình nha. Mình lấy cho nó khỏi sai máy nha. Thì anh em khỏi lên tăng. Nói sao mua con này gửi con kia nha, cho nó đúng luôn. Con này là iPad 3 bản Wi-Fi. Mã số 7. iPad 3 Wi-Fi nha anh em. Mã số 7, 16GB. Bản Wi-Fi. iPad 3 xài cũng rất là ok nha anh em. Chứ không phải đùa đâu nha. Xài rất là mạnh, tốc độ nó gần ngay iPad 4 đó. Giá thì mềm thôi, kính đẹp. Kính đẹp, lưng cũng đẹp luôn. iPad 3, mã số 7. Màu đen. Con này giá của nó là 1950 nha anh em. 1950. iPad 3 mã số 7 này 1950 nha. Anh em cần thì hú ha. iPad 3. Không có 3G nha anh em, Wi-Fi thôi. Tiếp tục một con mã số 6.
RAT 3 16GB luôn. RAT 3 16GB Wi-Fi luôn anh em. Bản này không có 3G. Bỏ sim vô xài, bỏ bật Wi-Fi ra xài thôi. Cái này xài Wi-Fi rất là ok anh em. Mình đã xài thử rồi, lên mạng xem rất là sướng. Nó rộng anh em, màn hình 9x7, nó rộng khủng quá luôn anh em, thấy máy không? Rộng kinh hồn. Xài rất là sướng nha. Mã số 6. Đồng giá nha anh em. Vẫn 1950 nha. Wi-Fi, mã số 6, iPad 3. Rồi tiếp theo để mình tiến tới là iPad 4 đây. Và trước khi qua iPad 4 thì mình còn có mấy con máy tính bảng nhỏ nhỏ này nè, Intel full box này anh em. Giới thiệu là anh em thích con nào thì alo nha. Con này là máy tính bảng Intel màn hình 7 inch. Full box. Rồi, cáp sạc tai nghe đầy đủ hết. Con này tính anh em giá là 1380 nha, bao ship 1380. Intel mình còn có hai máy thôi. Hai con, anh em là thích alo nha. 1380. Lenovo. Tab Lenovo 7 inch. RAM 1 bộ nhớ 16 này. Pin 2750. 2008. Và giá ra đi thì mới keng luôn nha, con này còn hộp luôn anh em. Full box luôn á. Giá ra đi 1.450.000. Tab 7 inch Lenovo. 1450 nha anh em. Một con tab Samsung. Con này còn pin không biết. Hết pin mất rồi. Cũng màn hình 7 inch luôn. Tab Palay T111. Tab Palay con này là cũng màn hình 7 inch luôn, pin 3.6. Giá 990.000 nha anh em, ship sạc mình chưa bao nha. Con này ship sạc chưa bao. 990.000. Một em Huawei full box. Cái này hot luôn, mấy con có đây. Huawei máy full box luôn anh em. Còn pin không? Rồi còn, gần hết pin luôn. Con này chắc tí nữa kém sạc hết, anh em mua để gửi tới cho nó ok. Máy full box mới keng luôn, đẹp. Đẹp 99 nha anh em. 98.9 luôn, 99 từ máy full box. Còn mới máy này dạng thanh lý thôi, chưa ai xài đâu. Huawei full box luôn, màn hình 7 inch luôn. Giá 1450 luôn nha anh em. 1450 luôn. Còn có một cây thôi, con này còn đúng một máy. Và tiếp theo thì giờ mình giới thiệu anh em vài con iPad 4 nữa là kết thúc clip sáng nay nha. iPad 4. iPad 4 thì hiện tại mình còn vài con. Đầu tiên là con iPad 4 bản Wi-Fi. Vỏ sau thì nói chung cũng còn tổng thể cũng còn đẹp. Vỏ này tầm 96-97%. Và cái keo dán lung tung hết, mình sẽ lột ra ha. Còn kính thì đẹp ra nha, iPad 4. iPad 4 thì chân sạc nó nhỏ này anh em. Chân sạc xíu xíu nha, y như iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7. iPad 4 bản Wi-Fi 32GB. Con này tính em giá là 2550 nha. iPad 4, mã nó đến ghi thử số máy ra đây vừa. Con kia nãy mã là số 8, con này ghi số 9 nha anh em. Con này mã số 9 nha, anh em mua thì cứ nói đúng mã nha. Đây, con này mã số 9 nè. Đó, số 9. Giá 2550 nha anh em. Bản 32GB. Ok. Tiếp theo là một con iPad 4 Wi-Fi, con này mình đánh giá mã số 10 đi. Con này đánh dấu mã số 10 nha, anh em nào cần thì hú nha. Wi-Fi luôn anh em. Nói chung máy con này kính đẹp nha. Kính đẹp, con này vỏ cũng có ok này. Vỏ riêng mà còn nói chung là xước xác nhẹ nhẹ. Có xước xác nhẹ nhẹ, anh em bỏ qua mấy phần lại chứ còn đánh giá mà soi quá thì nó cũng căng. Có xước nhẹ nhẹ thôi. Bản này Wi-Fi thôi, anh em bỏ Wi-Fi vô, bật Wi-Fi lên xài thôi. Có cái cổng sạc nhỏ. iPad 4, con này để mình coi thử phải 16GB không. 32GB luôn nha anh em. Dung lượng 32GB, giá ngang nhau nha. Đây 32GB đây, có ghi ra luôn. Số 10. Số 10 32GB thì giá vẫn 2550 nha anh em. Số 10 nha.
2550 iPad 4. Tiếp theo iPad 4 bản Wi-Fi 16GB. Cái con 16GB thì giá rẻ hơn nha nè. 16GB thì giá của nó là 2350 thôi. Con này mình đánh dấu mã số 11. Mình có đánh dấu mã số 11 ra nha anh em. Đó. Hai ba năm mươi mã số 11. Mấy cũng còn hình rất là đẹp. iPad 4 2350. Anh em nào thích cấu hình quên, dung lượng nó nhỏ hơn tí á, thì lấy con 16GB nha. 2350. Còn một con cuối cùng là 32GB luôn. Mấy cũng còn rất là đẹp. Và giá em nó thì con này mã số 12 cuối cùng. Mã số 12 cuối cùng 32GB luôn. 32GB thì anh em biết rồi nha. Giá của nó thì 2550. 2.500.000 mã số 12. Clip này chắc mình xin tạm dừng tại đây đi. Con máy này cũng đã kết thúc clip sáng hôm nay. Những anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký để đón những clip, xem những clip mới nhất nha anh em. Thân ái chào anh em ha.